Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Thịt nướng ngon như vậy á mà ăn ở trong phòng không lòng màng gì hết trơn á. Anh thấy cũng được mà. Chứ bây giờ ăn ở ngoài á rồi mọi người xin ăn làm sao? Nhưng mà tự nhiên nay cái cửa bị hư rồi chứ. Anh, hay là em lấy gì tấn lại ha? Chúng thôi á, mũi và hầm mi á, bà thính lắm, chẳng khác gì hay rít đâu á. Bởi vậy hai đứa mới chơi được với nhau đó. Mà anh thấy không sao đâu, trong phòng mình kín lắm. Bà My chắc không nghe được mùi thịt nướng đâu. Lại đi ăn với anh đi. Hai người ăn gì thơm quá hả? Ủa? Đang ăn gì vậy? Chờ xíu anh Quốc đang thay đồ mà. Thay đồ hả? Ừ. Xin lỗi nha, không biết. Bạn nghe mùi gì thơm quá hả? Xong chưa? Xong rồi nè. Xong rồi hả? Ủa? Mà hai người ăn gì thơm quá vậy ta? Có gì đâu. Ủa? Sao tiện em vô phòng anh một cách đường đột vậy? Em xin lỗi. Nhưng mà sao em nghe mùi gì á thơm quá vậy ta? Mùi thịt hay gì? Có mùi gì đâu. Xịt phòng của anh á. Xịt phòng mùi thịt? Xịt phòng mùi barbecue. Vậy hả? Thơm quá. Chứ hai người không ăn gì hả? Có đâu ăn gì đâu thôi. Vậy thôi. Tại em nghe mùi em tưởng hai người đang ăn thịt trong này. Không có, chả ăn gì hết. Dạ. Thôi em về phòng đi nha. Dạ. Ủa làm gì đó? Nó không tin tụi này hả? Không có. Tại dạ này chân bị yếu nè, đi dễ bị té lắm. Anh mệt em rồi đó nha. Dạ. Hai người không ăn gì hết. Không có, anh nói nãy giờ sao em lì quá vậy? Thôi đi về phòng đi. Em biết rồi. Đi về phòng đi. Biết rồi. Mệt cũng thiệt á. Hết hồn. Hên quá. Ăn con miếng thịt nướng mà sao khó khăn quá. Hai người ăn thịt nướng hả? Hay là mình đem ra ngoài ăn chung đi. Không được. Em có thấy ngày nào mình ăn cái gì nó cũng ra nó xin một miếng không? Nhỏ nó mặt dày lắm. Hay là bây giờ mình chờ nó đi ngủ đi, xong rồi anh với em sẽ ăn thịt nướng thâu đêm. Nhưng mà dạo này em thấy nó hay mất ngủ lắm á. Nó mà mất ngủ là mình nhịn đói luôn á. Em dậy 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 ăn thịt nướng em. Ngủ quá. Dậy đi nhanh lên. Đó, em ăn đi. Thưởng thức đi. Nhanh lên, nhanh. Nè, rõ ràng là hai người đang thịt nướng đúng không? Nè, rõ ràng là thịt nướng mà. Anh đi em, nhanh lên. Mua cho cổ ăn chung đi anh. Anh đi nuốt vô anh đi, nhanh lên. Nè, mới sáng sớm mà ăn thịt nướng rồi. Hàng chưa tối hôm qua em đã nghi nghi rồi mà. Thôi mà, cho ăn chung đi. Thôi em ăn một miếng. Hết rồi, còn cái gì đâu mà ăn. Hai người đúng lết kỹ thiệt á. Luôn đi. Nè, rõ ràng là còn mà. Hai người đúng lắm kỹ thiệt á. Còn nó mà toàn. Trời ơi, anh ở dơ quá vậy. Kỹ quá. Hên quá, còn một miếng. Em cũng ngờ luôn á. Anh Quốc á, ích kỷ vậy luôn. Bị sao vậy anh Quốc? Anh Quốc, anh bị sao vậy? Anh Quốc, anh bị sao vậy? Chết rồi, anh mắc nghẹn rồi phải không? Cô Liễu ơi! Hả? Cái gì vậy? Anh bị mắc nghẹn hả? Nghẹn thịt rồi! Cô Liễu ơi!
giải thể được không? Con đi vào bệnh viện. Lẹ lên, đi đi bệnh viện đi anh ơi. Đáng lên nha. Đáng lên. Đáng lên. Tâm Anh ơi, có trái này ngon lắm nè, ăn đi em. Qua ngon quá à, em ăn một mình nha. Ừ, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên. Đừng ăn đó, không được ăn. Là của tao nè. Nhưng mà anh ơi nó châm mượt. Tôi muốn chết. Mày kêu ngon thì mày ăn đi cái đồ lồ đã. Chanh mà không được. Chanh mà. Hey, cách này cho bộ hiệu quả. Tôi cũng mong là hiệu quả. Hai anh đang bàn tính chuyện gì vậy? Nói về trái chanh đó mà. Ừ, tụi anh đang muốn bổ sung cho Lâm Chi vitamin C. Tâm Anh ơi, anh có làm thịt sườn cho em nè. Quạnh đi lâu quá. Gì? Không được ăn. Là của em mà. Cái gì vậy? Dạ. Gì vậy? Con đâu có làm gì đâu. Mấy đứa nhỏ làm phân tâm quá. Thôi chờ lại văn mới đi ba. Mày ăn gian đâu. Tôi xin cái này mày. Nó làm phân tâm quá kìa. Đã nói rồi, bỏ cái tật ham ăn đi mà không nghe. Anh đi ra ngoài. Một lần bị gì cho đáng, cho chừa cái tội dành ăn của người khác. Đừng có đứng đó mà chùa khóc mèo nữa, đi ra ngoài. Con nhỏ lì lợm này. Vậy là vẫn tiếp tục dành đồ ăn với Tâm Anh đúng không? Đúng, trong nhà Quang đều là của Quang. Để rồi coi. Đi ra ngoài. Mọi người đã từng ăn món gà rán lăn mắm chưa? Tôi thấy mình làm vậy có quá đáng lắm không Nguyên? Nè, tôi thấy nghiệp mình nặng lắm rồi đó. Không sao đâu, như vậy thì nó mới bỏ được cái tật của nó. Tâm Anh ơi, ăn gà rán nè em ơi. Dạ. Hả? Không được ăn. Không được ăn. Ăn đi. Là của em nè. Tâm Anh ơi. Trời ơi, lên lên cho chừa cái tật. Giờ ăn cái người khác. Nó mới bị lừa xong mà làm cùng một kiểu sao nó tin. Bạn chờ coi. Nghiệp tụ đầy mình trả sao hết đây. Tâm Anh ơi, xuống ăn pizza nè. Pizza hả? Gì? Pizza? Chánh này coi, làm của tao mà. Bữa ham ăn. Thấy chưa? Tâm Anh ơi, Tâm Anh. Tâm Anh, có há cảo ngon lắm nè, ăn đi. Dạ. Nè. Không được ăn, là của em mà. Ơi, ai đâu có làm cho em đâu. Có mắm tôm không vậy? Ai làm cho em ăn đâu? Không được, không được, là của em mà. Ơi. Hơi buồn quá, có gì ăn. Dạ cô Liễu. Cô Liễu. Sao cô? Cô ăn gì vậy? Dạ mì cho. Cô kể em biết nha. Cô Liễu ơi. Mì mì, cô nhờ cái kia. Cô ăn ké rồi con. Cô Liễu. Trời ơi đói quá. Cô Liễu, cái này là cả buổi trưa của con đó cô Liễu. Cô biết cô xin biến thôi mà. Trưa giờ cô chưa ăn gì sao vậy cô? Phải có thời gian đâu mà ăn chứ. Ôi trời ơi đói quá. Đói dữ vậy luôn hả cô? Cây chừng của cô không hết nè. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn á cô. Từ có chừng nghẹn á cô Liễu. Nước 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 rồi cô. Trời đói mà tay chân run hết luôn á hả cô Liễu? Nếu đi về đi rồi biết. Không được. Phải kiếm giả thêm mới được. Không còn đồ ăn gì nữa hả mấy đứa? Dạ, tủ lạnh hết đồ ăn rồi cô Liễu. Còn snack nha cô. Mày quá.
trong mì có phải là có tôm không hả? Thuốc. Trời ơi thằng Quý, trong mì có tôm sao không nói cho cô biết trước hả? Ôi trời. Sao vậy cô? Sao vậy? Sao vậy cô? Ôi trời ơi, đói quá. Alo, tôi nghe nè. Xin lỗi bà nha, tôi đang trên đường về nè, ráng đợi tôi chút nha. Không sao, ông cứ từ từ mà về nha. Xin lỗi, xin lỗi. Ông về rồi hả? Xin lỗi. Ủa con qua chưa về hả? À, dạ, dạ chưa. Trời ơi, nãy giờ là ngồi đây bà chờ, rồi chưa ăn uống gì hết hả? À, dạ, không sao đâu ông. Không mấy tôi lấy cái gì cho bà ăn nha. Không, không, không cần đâu mà. Bà, mày gọi liền cho vợ mày dạ, đi. Dạ, dạ, con đang gọi nè. Ừ. Nó đi đâu mà giờ này nó cũng chưa về nữa, để người ta phải chờ đợi á. Sao rồi? Alo, em về tới chưa? Hả? Rồi. Bà, vợ con về tới rồi. Đó, bây giờ mới chịu ngồi về. Đó, bắt người ta phải chờ đợi vậy đó. Thì ba con mới về. Nè. Sao mà con về trễ vậy? Con biết là người ta đang chờ con không? Con đã nói là con không muốn đi mà. Con ăn nói cái gì vậy? Hả? Con có biết là ba với thằng Ngọc là phải bận việc ở công ty, rồi cô Liễu phải ngồi đây chờ nè, chưa ăn uống cái gì hết đó. Nhưng mà con đã nói với ba là con không muốn đi. Cô Hoa, đi chung cho vui nha. Đi nha con. Con xin lỗi. Mọi người đi đi. Quá. Cô chịu khó ngủ nước trà đợi chút nha cô. Không sao. Ôi trời ơi, sao ngứa dữ nhà nè. Em đã nói không đi là không đi mà. Con sao vậy? Sao là sao chứ ba. Con không thích đi. Không lẽ cái quyền từ chối con cũng không có nữa hả? Đi đi con. Con như ba năn nỉ con đó. Chỉ một lần này thôi. Đúng rồi, đi đi. Chút xíu thôi, con như dì ba. Mình đi đi. Mình đi thôi. Con qua sao ông? Dạ, xin lỗi để cô đợi lâu nha. Không sao. Dạ, dạ con xuống tới rồi nè. Xuống đây, lẹ quá. Mình đi. Đi thôi. Cái môi của con. Hả? Cô Liễu. Cái môi của bà bị cái gì? Tôi bị sao? Cô bị ngải phù hả? Sao? Gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu. Cấp cứu. Ngồi đây. Cấp cứu. Bà ấy bị là sao vậy bác sĩ? Dạ, bà ấy bị dị ứng thức ăn. Bác ơi, tối nay bác có ăn cái gì lạ không vậy bác? Chiều tối giờ trời chưa ăn cái gì hết đó bác sĩ. Vậy hả? Bác ơi, bác chưa ăn gì thiệt hả bác? Tôi nói rồi đó, thì chiều tối giờ bà chưa ăn cái gì hết. Nếu mà chưa ăn gì thì... Tôi ăn rồi. Hả? Bà ăn cái gì? Ăn nào hay vậy? Đã nói ăn rồi mà. Đói quá thì phải ăn thôi chứ. Mà ăn là ăn cái gì mới được? Thì mấy món dưới bếp, trong tủ lạnh nhà ông đó. Mấy cái chả giò. Rồi... ít cháo, cành rào nữa. Nè cô Liễu à, có khi nào cô dị ứng tôm không? Trong ba món đó món nào cũng có tôm hết á.